béo anh ạ. Lô này phải nói là béo ác. Đất thì đất thịt. Hai con này. Ôi, trời ơi, bọn này giờ thá ngân béo bay được. Ờ, lại xin chào toàn thể các anh em nhé. Đấy, đàn vạc 15 con ra quánh không trượt con nào anh ạ. Đại ca đang đi bắt vào thuyền, còn em thì đang lộ ở dưới để quay. Phì lắm anh ạ. Đấy, đối với anh em nào mà có nhu cầu mua keo bẫy vạc này thì liên hệ cho em nhé. Để số điện thoại góc màn hình video cũng chưa đâu. Con vạc gì đó, nó sợ nó bay rồi. Yêu dính thì thích thật anh em, không trượt con nào. Có 30 mô thì đổ sát được 15 con hết sạch. Vài bạn đây. Con này đây hai em này đang ở đứng đéo này, chắc cả các bé ơi chạy rồi. Đấy, mô đây anh em tham khảo này. Mô thì mỗi mô cắm tầm khoảng 5 que. Đấy, làm cỏ xanh lên như này này. Tinh vạc lon anh nhỉ. Đàn này đánh quả khéo thế. Đây một thuyền. Đây nhựa đây. Đấy, nhựa chuyên đánh vạc anh em nhé. Đâu được. Béo anh ạ. Lô này phải nói là béo ác. Căng nước. Ui dính đây. Có đàn nào bác đánh dốc được như này không? Có. Ui tè bây giờ vẫn đang về này anh này. Tối này khả năng là te lại nhiều đấy. Nhưng nó vẫn theo nhưng nó không xuống đâu rồi. Đây con gì dính ở ngay đây này, to tướng này. Đâu? Đây cột đây đây. Vạc hay te? Vạc. Te kìa, chỗ cái sườn ở trong đồi kia, trong trắng kìa. Không phải đấy đâu, phải. Đây đây. Thuyền mày có phải bôi keo lại luôn không? Không, đeo dở đánh đéo luôn này. Nó về muộn đi sao? Ừ. Ừ, con này to béo. Đàn này béo lắm. Vạc sao nhưng mà béo. Vạc này chứ không phải vạc lông chó. Còn dưới bên kia đấy. Gì vậy? Sáu cơm nữa. 1, 2, 3, 4, 5 tên nữa anh ạ. 2 tên, 4 tên, 5 tên. Thế được có 14 à? Không, anh đã đếm đâu. Lúc anh em mình đếm được 15 mà. 15 con, có thoát đâu. Mô các bác lưu ý đánh để cọ này. Nguyên vạc diều, chết rồi. Dạ? Thế là sao? Đúng. Vâng. Đây. Mở ra nhá. Như đi bắt cá anh ạ. Cái dính nhiều. Đúng mà đi. Cái chương em ạ. Từ xưa thì anh cấu mồm nó ra. Thành mồm ra. Đấy. À, à. Đầu hơn cua cắp. Sợ. Đoạn này một tuốt thì đất thịt. Hai con này. Ôi, trời ơi, đoạn này giờ thá ngân béo bay được. Một thuyền rồi. Chết rồi. Đạt hạ gì thế này thì. Đây là đàn này quả đấy nhỉ. Không vâng còn được. Không trượt con này. Chào toàn thể các bác có niềm đam mê yêu thích đánh cỏ vạc trên toàn cả nước nhé. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu cho các bác là về cái dòng keo chuyên dùng để đánh cỏ vạc. Thì đối với bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng về keo đánh cỏ vạc này, que lăn thẻ hoặc là vạc xốp mồi, cò mồi giả
thì các bác có thể là liên hệ cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn về cái dòng keo đánh cò vạc này thì trong cái thời điểm này bên cơ sở nhà em là đang bán khá là nhiều. Đấy, với lý do thì anh em biết rồi, chuẩn bị vào đến cái mùa cò cũng như mùa vạc di cư ở trong cái năm 2024 này. Thì đối với cái dòng keo này thì được các bác đặt nhiều. Về keo này thì nó là keo A1 các bác. Đấy, còn bên cơ sở là bán cả A1, A2. Đấy, tùy theo thời tiết, ví dụ anh em nắng thì anh em chơi A1. Đấy, độ bám dính nó cao. Còn ví dụ thời tiết nó lạnh thì anh em có thể chuyển sang chơi keo A2. Về keo A1 này thì ưu điểm của nó này thì các bác đánh lắng không bao giờ sợ chảy. Đấy, cái thứ hai nữa về đêm đánh đảm bảo. Đấy, vạc hoặc là cò anh em đánh vạc mô hoặc là vạc đánh bãi ruộng. Đấy, cũng như là đánh cò anh em cắm bờ cắm chuông ấy thì nó không xảy ra tình trạng là bị co cứng keo. Đấy, lúc nào keo nó cũng ok để bám dính cò tốt. Còn là keo thì nó có hình dạng nhận biết là nó có màu trắng trong như thế này mới cắt ra này anh em này. Đấy, còn keo sau khi mà tiếp xúc với không khí thì nó sẽ chuyển sang màu ngà vàng. Đấy, chuyển sang màu ngà vàng anh em, và nó không ảnh hưởng gì cả. Đấy, còn với cái keo này thì cách dùng thì nó đơn giản lắm. Các bác mua về là cứ thế là mở ra các bác bôi quết vào que thôi. Đấy, là cuốn đảo đều lên là ok. Còn anh em muốn làm nó nhanh hơn thì có thể là phơi nắng ra, phơi nắng tầm khoảng 10 15 phút. Đấy, cho keo nó dẻo ra. Anh em đảo nó nhanh lắm. Đấy, rất là nhanh. Còn ví dụ anh em mua lẻ thì bên cơ sở là có hũ lửa cân này anh em này. Hũ lửa cân để anh em đánh trải nghiệm trên dòng keo này. Đấy, còn anh em mua nhiều thì có thể là mua từ 1 kg trở lên. Đấy, còn hàng thì bên cơ sở là nói chung là luôn luôn nhập với cái số lượng ở đầu tấn, đâm ra là anh em cái giá cả anh em bỏ qua nhé, lúc nào cũng rẻ hơn so thị trường rất là nhiều. Đấy, còn về cái dòng keo này ưu điểm của nó đánh nắng được này, đánh mưa được này. Đấy, đánh về đêm được. Đấy, thời tiết nào cũng có thể đánh được ở trên cái dòng keo này các bác. Đấy, và đặc biệt nữa là anh em đánh quyết ra que ấy, đánh phơi nắng phơi mưa là được. Nói chung là chắc ăn nhất là cứ một tuần anh em thay một lần. Đấy, còn ví dụ bình thường như bọn em đánh về cuối vụ tầm khoảng chục hôm cho tới là 15 hôm mới thay một lần, vạc xuống vẫn ok. Đấy, và cái thứ hai nữa là keo này thì các bác không dùng hết, các bác để trong hộp này hoặc là các bác bôi ra que rồi các bác để nhựa ra ống ấy, thì luôn luôn là được với cái thời gian là tầm khoảng 2 năm. Đấy, sử dụng đi sử dụng lại được 2 năm, không bao giờ sợ keo nó chết cả. Còn anh em để trong cái hộp như thế này thì yên tâm nhé. Đấy, còn luôn luôn là giá cả của nó hợp lý. Đấy, và cái thứ hai nữa là cái mức độ chúng ta dùng thì luôn luôn là yên tâm, không giờ sợ bị hỏng keo cả. Đấy, còn số điện thoại mua keo thì em để ở góc màn hình video nhé. Đấy, còn ngoài ra thì anh em có thể là tham khảo thêm là về cái con vạc xốp mô hình này. Đấy, đối với con vạc xốp mô hình này thì giá tiền của nó rất là rẻ. Đấy, và cái thứ hai nữa là ví dụ anh em mà lười nuôi mồi chẳng hạn, đấy chúng ta sử dụng con này thì ok. Đấy, màu sắc sơn thì rất là đẹp cho anh em, phần xám này, phần đen này, mắt đỏ, mỏ đen. Đấy, và cái hàng này thì bên cơ sở đóng đi thì khá là ổn định để phục vụ cho các bác ấy. Đấy, không bao giờ sợ bị nó gãy vạc hay là bị làm sao cả. Ví dụ tình trạng xấu nhất xảy ra mà bị gãy thì bên cơ sở là luôn luôn là đền bù thiệt hại cho anh em luôn, bởi vì bên cơ sở gửi hàng là luôn luôn là có trách nhiệm các bác nhé. Đấy, còn số điện thoại mua keo hoặc là những cái phụ kiện đánh vạc, ví dụ que nan thẻ này đấy, hoặc là cò mồi giả, đấy, vạc giả xốp đấy, thì bên cơ sở để ở góc màn hình video thì rất là mong anh em liên hệ trực tiếp để anh em nhận hàng nhé. Bây giờ chào các bác ạ.